Chào các bác ạ. Vâng, hôm nay Nhật Bản Tuyến Toàn tiếp tục giới thiệu cho các bác một chiếc xe đạp mini Nhật các bác nhé. Một chiếc xe mini Nhật đã qua sử dụng tại Nhật. Chiếc xe đang còn rất là đẹp các bác nhé. Chiếc xe này gần như là zin 100% luôn các bác nhé. Chiếc xe này Nhật Bản Tuyến Toàn bán với mức giá 5 triệu 500 nghìn đồng bao ship các bác nhé. Nó gồm có 3 số, đùm sau 3 số, đùm trước là Meyer phát điện, màu nho mận chín các bác nhé. Màu nho mận chín. Vâng. Sau đây em sẽ đi chi tiết về cấu hình của chiếc xe này để cho các bác xem. Chúng ta sẽ có cái núm tay lái zin này, chuông zin này. Đấy, ngay cả cái phanh này nó cũng zin các bác nhé. Phanh zin, ghi đông, vô tăng zin theo xe. Đấy. Chiếc xe này chúng ta sẽ có 3 số Shimano các bác nhé. Đấy, đang còn hơi xước sát một chút nhưng zin theo xe còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Cái giỏ xe này thì bên em thêm vào cho các bác, bởi vì hầu hết những cái dòng xe Nhật Bản ấy, thì giỏ xe nó hay rất là hay bị móp méo và hư hỏng các bạn. Và chúng ta có một chiếc đèn zin của Shimano các bác này. Đèn zin của Shimano các bác nhá. Meyer trước phát điện của Shimano luôn này. Đấy, Meyer cực đẹp luôn. Đấy, lốp zin các bác nhá, lốp zin. Lốp này đang còn trên 90% chất lượng các bác nhá. Đấy, phanh zin, má phanh còn zin này. Má phanh còn zin luôn. Đấy. Màu nho mận chín này. Marukin các bác nhé, Marukin. Một chiếc xe đây, pedal nó còn zin luôn các bác. Pedal nó còn zin luôn các bác nhé. Đấy. Ngay cả cái ốp nhựa này nó cũng còn zin. Các bác thấy nó chất như thế nào. Đây chúng ta có một cái khóa các bác nhé. Một cái khóa. Và đấy, gác, yên. Da yên này, yên thì zin nhưng cái da này bên em bọc lại các bác nhé. Nó xước sát bên em bọc lại. Thế sau chúng ta có một cái đùm số 3 số các bác nhé. Đấy. Đùm 3 số. Rất là ok. Một chiếc xe mini Nhật siêu bền các bác. Siêu bền đây. Ổ khóa của nó zin theo xe các bác này. Đấy. Zin theo xe. Chân trống zin theo xe luôn. Đùm 3 số phía sau của Shimano các bác nhá. Shimano. Vâng. Đấy. Đây, pedal zin này. Đấy. Quá đẹp cho một chiếc xe Nhật nội địa các bác nhá. Ở đây thì có một vài vết xước này, nguyên bản luôn các bác nhá. Xe đạp Nhật bãi thì không thể tránh khỏi được xước các bác nhá. Đây. Xước nhỏ thôi, nó không xước nặng đâu các bác, chỉ xước bên ngoài thôi. Đấy, xước ngoài thôi. Rất ok, đây, má phanh các bác này. Các bác nhìn má phanh, nó zin cả cái má phanh luôn các bác nhá. Đấy. Đùm trước này. Đẹp long lanh. Vâng, một chiếc xe mini Nhật huyền thoại. Màu mận chín hoặc là màu nho các bác nhá. Màu mận chín, màu nho, hàng siêu bền. May ở trước phát điện bảo hành cho các bác luôn. Điện sáng ok luôn. 3 số các bạn. Chúng ta có thể đạp lên dốc rất là vô tư các bác nhá. Chiếc xe này Nhật Bản Tuyến Toàn bán với mức giá là 5 triệu 500 nghìn đồng. Bao ship cho các bác. Cái phương thức mua hàng là bác cọc cho em, cho shop của em 1 triệu. Xong đấy bên em sẽ đóng hàng gửi cho các bác. Các bác nhận được thì các bác đồng kiểm tra cùng với shipper chuẩn chỉ ok thì các bác thanh toán nốt số tiền còn lại cho ship giúp bên em. Số điện thoại của Nhật Bản Tuyến Toàn là 0358658855. Các bác có thể nhắn tin Zalo vào số 0358658855. Em ghim số điện thoại ở trên góc bên trên bên trái màn hình các bác nhé. Vâng, một chiếc xe mini Nhật rất là khan hiếm. Đợt này rất là ít xe mini Nhật về các bác ạ. Nhật Bản Tuyến Toàn xin được cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những cái video giới thiệu sản phẩm tiếp theo các bác nhé.